Annyeong. Lần đầu tiên tớ đi đảo Quy Đức and Shellfish, let's start it. Cũng như lần đầu tiên tớ mua cherry ở bên địa đồ. Let's go. Tớ chạy xe gần 1 tiếng mấy, nhưng mà lúc về lại đi gần tới 2 tiếng cơ. Còn lúc này rảnh rỗi quá nên lại bumerang chơi chơi đi. Tới nay rồi, đây gọi là Ivy State Park ở Bremerton, Washington nha. Lần đầu tiên đi, tên tôi đâu biết chuẩn bị là mang cái bút theo đâu. Cho nên nó vừa trương mà vừa ngứa, tại vì nước bị dính vào chân á. Còn đây là tôi đào cực nhọc. Nhưng mà thiệt ra không có được cái gì hết trơn. Trường á, tự nhiên á hả, tìm được cái con ốc chà bá này nè, rồi starfish cái kiểu sao biển. Úi giời ôi. I got a starfish, so cute. So cute. Hello baby. Hello baby. Khúc này đào mệt quá, đang ngồi chơi với chó ngắm biển là mọi người chiêu lắm. Không được rồi nè. Oh no no no. Đào được chứ gì? What they got? Oh, that's what we got, and this is what they got. So much. He is not a full bucket. Ủa rồi. Chú mổ rồi. Chú mổ đi. Trời ơi, ghê mọi người. Trời ơi, thấy ớn quá à. Con gì ghê quá. I got so many here, you guys. And it's hot out of box right here. Come on. Here's another one. Put the camera up. Oh, I'm going to get some cherries. Look at that, it's so yummy. Hi, so yummy. Wow. Hello everyone, this is my outcome of a Quy Đức and Shellfish. Mọi người ơi, mình nghe đồn đây là con baby Quy Đức, là con baby tu hào đó. Giống hơn baby Quy Đức, nghe đồn là thế đó. Đây là thành quả của tôi. Nghe hát hái rất cay và rất chua. Mình có dùng nghe tôi nữa cho nó nghe cực kỳ chất lượng.